Bạn có muốn trở thành nhà bán hàng xuất sắc, biến mọi cơ hội gặp gỡ khách hàng thành những buổi chốt đơn thành công? Hãy cùng tôi khám phá 8 bước bán hàng đỉnh cao ngay bây giờ. Xin chào, tôi là Đỗ Ngọc Quý, là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn gia công sản xuất và kinh doanh những dòng sản phẩm sức khỏe với hơn nhiều năm kinh nghiệm. Tôi đã giúp đỡ hàng nghìn người có được cuộc bán hàng thành công và đạt được mục tiêu doanh số của mình. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn với những bước bán hàng đỉnh cao, đó là 8 bước bán hàng đỉnh cao là một trong những khóa học mà tôi học được từ người thầy của tôi, thầy Phạm Thành Long. Ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho bạn là tôi đã áp dụng nó như thế nào. Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh khách hàng liên tục từ chối bạn bạn không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để xây dựng được mối quan hệ tin cậy với khách hàng doanh số không đạt áp lực càng lớn và bạn cảm thấy bất lực khiến bạn nghỉ việc đừng lo lắng ngày hôm nay tôi ở đây chia sẻ với bạn điều này để giúp bạn có được những thành công trong công việc kinh doanh bạn hãy tưởng tượng bạn tự tin trong cuộc gặp gỡ khách hàng luôn đồng ý và doanh số của bạn cao tăng vọt bạn trở thành nhà bán hàng xuất sắc, được đồng đội nể phục và khách hàng yêu mến. Với 8 bước mà tôi sắp chia sẻ do tôi học từ một người thầy vĩ đại, tôi sẽ chia sẻ cho bạn điều đó và tất cả những điều ở trên sẽ trở thành hiện thực đối với bạn. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với 8 bước bán hàng đỉnh cao mà tôi sẽ chia sẻ cho bạn ngay sau đây. Bước đầu tiên đó chính là tạo lập danh sách khách hàng bạn cần xác định đúng đối tượng khách hàng mà bạn muốn, mục tiêu của bạn. Hãy sử dụng các công cụ như mạng xã hội, danh bạ hoặc khảo sát để lập danh sách khách hàng và nhiều hơn thế nữa, đó là 13 chiến lược để tạo lập danh sách khách hàng. Đó là bước đầu tiên, công thức số 1, tạo lập danh sách khách hàng. Công thức số 2, bước số 2, đó là hẹn gặp hãy gọi điện, gửi email bằng một cách nào đấy để bạn hẹn gặp khách hàng. Đừng quên rằng là bạn hãy tạo ấn tượng với khách hàng trong cuộc hẹn này. Và cuộc hẹn gặp này chúng ta không chỉ bán sản phẩm, chúng ta mà là chúng ta tạo mối quan hệ với họ để họ tin tưởng chúng ta, họ yêu thương chúng ta hơn để chúng ta sẽ chuyển sang bước 3. Chứ đó chính là xây dựng mối quan hệ thân tình và tin cậy, bước 3. Để xây dựng mối quan hệ thân tình và tin cậy, bạn cần lắng nghe, chia sẻ và tạo đồng cảm với họ. Bạn đừng quên rằng là mối quan hệ sẽ giúp bạn xây dựng được lòng tin của khách hàng. Và ở đây đặc biệt đó là khi chúng ta xây dựng được lòng tin với khách hàng, chúng ta tạo điểm nhấn với khách hàng khiến khách hàng nhớ chúng ta hơn, khách hàng yêu chúng ta hơn. Đó là chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ tin cậy, đúng không ạ? Và sẽ có rất nhiều các chiến lược trong bước 3 này, tôi sẽ chia sẻ tiếp theo cho bạn. Bây giờ chúng ta qua bước 4, xác định nhu cầu. Để xác định nhu cầu, bạn cần đặt câu hỏi và đặc biệt bạn hãy xem lại video của tôi, đó là một trong những video mà được yêu thích nhất, chính là xác định nhu cầu của khách hàng qua hình tròn và hình vuông. Đặc biệt khách hàng là hình tròn, chúng ta chỉ cần chuyên sâu vào trong hình tròn thôi là chúng ta đã xác định được nhu cầu của họ. Và đặc biệt hãy luôn luôn đặt câu hỏi cô chú anh chị nha Bởi vì người đặt câu hỏi là người chiến thắng, người đặt câu hỏi là người ở vị thế cao. Đó, hãy đặt câu hỏi để xác định nhu cầu của họ. Mỗi con người của chúng ta sẽ có 6 nhu cầu nhưng họ thiên về nhu cầu nào, chúng ta tìm ra giải pháp cho họ cô chú anh chị nhá. Hãy tìm ra giải pháp cho họ. Bước số 5, trình bày sản phẩm. Hãy trình bày sản phẩm của bạn ở một giải pháp hoàn hảo, nhấn mạnh tới lợi ích của sản phẩm để mang lại cho khách hàng những điều gì. Ở sản phẩm, chúng ta thường chia sẻ bình thường, đó là chúng ta có lợi ích, chúng ta có tính năng nhưng mọi người đều không đi sâu vào cái tính năng và lợi ích mà khách hàng được. Nên là buổi chốt đơn của chúng ta đều bị thất bại. Ờ, chính vì vậy mà cô chú anh chị chúng ta khi trình bày sản phẩm với khách hàng của mình thì cần thứ nhất phải đưa ra được tính năng và lợi ích của cái sản phẩm đó đối với khách hàng nó trở thành một viên thuốc hỗ trợ đó là diện giải pháp vấn đề của họ chúng ta chia sẻ sản phẩm là đang đưa ra một cái giải pháp của chúng ta cho cái vấn đề của họ mắc phải thì lúc này chúng ta đã bán hàng thành công Bước 6. Chốt đơn Bạn đừng ngại khi đề xuất với khách hàng quyết định chốt đơn bằng một câu hỏi đơn giản như sau Chúng ta có thể tiến hành ngay bây giờ không? Sẽ giúp bạn chốt đơn dễ dàng hơn Bước 7. Xử lý sự từ chối Bạn lo lắng rằng khi bạn à, chốt đơn khách hàng Nhưng khách hàng còn à, ừ, ờ, ừ, để tôi xem cái này đã Để tôi hỏi người này đã Để tôi hỏi người kia đã khiến cho bạn uh, có cảm giác bị hụt hẫng đúng không ạ? Bạn cần phải xử lý sự từ chối. Xử lý sự từ chối thì chúng ta có xử lý trong tâm trí của chúng ta và bên ngoài. Nên là ở bước xử lý sự từ chối này, tôi có 30 cách, đó là 30 cách để xử lý sự từ chối của chú anh chị nhá. Vâng, và đặc biệt trong ngày hôm nay đối với xử lý sự từ chối thì bạn cần bình tĩnh lắng nghe xem lý do sự từ chối của họ là gì. Nhá, lắng nghe xem và lúc này chúng ta đưa ra các câu hỏi khéo léo và biến sự tự chối đó thành cơ hội cho mình. Và nếu cô chú anh chị chúng ta áp dụng 30 chiến lược giải quyết sự từ chối trong video của tôi thì có thể bạn sẽ thành công nhiều hơn. Bước 8. Chăm sóc khách hàng. Bạn hãy giữ liên lạc với khách hàng sau khi bạn bán đơn hàng cho họ. Điều này không chỉ giúp bạn có thêm khách hàng trung thành mà còn mang lại cho bạn cơ hội kinh doanh nhiều hơn. Tại sao em quý lại nói vậy? Bởi vì theo các chuyên gia nghiên cứu, mỗi một con người chúng ta ở phía đằng sau đều có 250 mối quan hệ. Đều có 250 mối quan hệ. Và chúng ta bán hàng, chúng ta xây dựng mối quan hệ thân tình với họ, không phải là chúng ta chỉ bán cho một mình họ mà chúng ta phải bán cho cả nhà họ, bán cho 250 mối quan hệ kia. Và toàn bộ hệ thống bán hàng 8 bước đỉnh cao này nó kết hợp thêm hai bước bên cạnh là xác thực thông tin và xin lời giới thiệu. Cô chú anh chị nhớ nhá, xác thực thông tin và xin lời giới thiệu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước chuyên sâu hơn, đó chính là bước đầu tiên lập danh sách khách hàng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. À, đối với bước lập danh sách khách hàng này, Chúng ta có 13 chiến lược để lập danh sách khách hàng. Nhưng để cô chú anh chị chúng ta hiểu hơn thì trong bước 1 chúng ta sẽ lồng ghép hai phần. Một là tư duy của chúng ta về cái bước số 1 này. Cái thứ hai đó là chiến lược của chúng ta về cái bước số 1 này. Được không ạ? Đầu tiên là tư duy của chúng ta. Chúng ta cần định hướng rõ ràng mục tiêu trước khi bắt đầu, bạn cần xác định mục tiêu của mình là gì? Đầu tiên, số lượng khách hàng bạn mong muốn là bao nhiêu à, Ví dụ như bạn cần uh, có 50 khách hàng trong vòng 1 tuần Bạn cần có 500 khách hàng trong vòng 2 tháng Chẳng hạn như vậy Hoặc là mỗi tháng, hoặc là mỗi kỳ Được không ạ? Thời gian đạt được bạn phải ghi rõ ràng chi tiết ra Ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu Bạn đạt được cái mục tiêu đó Rồi, đặc điểm khách hàng lý tưởng của bạn Ví dụ như độ tuổi nghề nghiệp, thu nhập, sở thích của họ như thế nào để bạn giải quyết vấn đề cho họ. Cuối cùng, đó là tư duy kết quả. Không chỉ tập trung vào đó là tạo lập danh sách mà bạn cần tin tưởng rằng danh sách này là bước đầu tiên xây dựng mối quan hệ chất lượng và chốt đơn với khách hàng. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần chiến lược. 13 chiến lược để tạo lập danh sách khách hàng Chiến lược số 1, xin contract trực tiếp. Khi bạn giao tiếp với một người quen hoặc trong các sự kiện mà bạn tham gia, hãy khéo léo xin thông tin liên lạc như số điện thoại, họ và tên, email, vân vân. À ví dụ như sau. Tôi thấy anh chị quan tâm đến sản phẩm dịch vụ, chúng ta có thể trao đổi email với nhau không? À chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau không? Đó, chiến lược số 2, tiền đuổi theo tiền. Nghĩa là sao? tìm kiếm những khách hàng trong những nhóm mà bạn đã chi tiền cho sản phẩm dịch vụ của họ. Ví dụ, như nếu bạn à, mua rau, mua cá ở ngoài chợ thì bạn hãy xin số điện thoại của họ. Họ sẽ được họ sẽ phục vụ bạn và lúc này bạn sẽ xây dựng mối quan hệ với họ và bán hàng không chỉ cho họ mà cho 250 mối quan hệ đằng sau họ. Chiến lược số 3, xin lời giới thiệu hỏi những khách hàng của chúng ta và chia sẻ cho họ công việc của mình và lúc này chúng ta chỉ cần thêm một câu nếu bạn biết đến ai có nhu cầu sản phẩm dịch vụ này thì hãy giới thiệu cho tôi nhé xin lời giới thiệu chiến lược thứ tư vòng ảnh hưởng chúng ta hãy liệt kê các mối quan hệ như bạn bè gia đình đồng nghiệp hàng xóm để làm gì ạ để họ tiếp cận và giới thiệu sản phẩm cho chúng ta, chiến lược vòng ảnh hưởng. 5. Chiến lược leo thang. Bắt đầu với những nhóm khách hàng nhỏ, sau đó chúng ta mở rộng dần ra với các nhóm khách hàng lớn hơn với sức mua lớn hơn. Ví dụ, các bạn bán hàng cho một thành viên trong công ty là một thành viên, sau đó các bạn làm quen dần làm quen dần lên đến trưởng phòng, bán cho trưởng phòng làm quen dần làm quen dần lên trên giám đốc bán cho giám đốc làm quen dần làm quen dần lên đến chủ tịch và chúng ta bán cho chủ tịch được chưa đó chính là chiến lược leo thang của chú anh chị nha 6. những người có tầm ảnh hưởng bạn cần kết nối với những KOL, KOC, những người nghệ sĩ, những người nổi tiếng trên mạng, những người có tầm ảnh hưởng để họ chia sẻ sản phẩm cho mình và tiếp cận khách hàng giúp mình. 7 tái sử dụng danh sách cũ Chúng ta xem lại những danh sách khách hàng cũ của chúng ta Và những khách hàng đã từ chối chúng ta Chúng ta có thể quan tâm và chia sẻ lại với họ Lúc đó nhỡ đâu họ có nhu cầu thì sao Đó là chiến lược số 7 Chiến lược số 8 đó chính là viết sách Xuất bản sách hoặc tài liệu chia sẻ kiến thức miễn phí và chúng ta kèm theo lời kêu gọi hành động để người ta, để khách hàng của chúng ta Đăng ký xem thông tin từ chúng ta Đó là chiến lược thứ 8 Chiến lược thứ 9 Trang bán hàng Chắc hẳn cô chú anh chị chúng ta không xa lạ với việc landing page Website Blog Vân vân Thì đó Cũng chính là một trong những Form để chúng ta tạo ra được Thông tin của khách hàng Để chúng ta thu thập được thông tin của khách hàng Đó cũng là một trong những bước Tạo dựng uh, uh, Lập danh sách của khách hàng ạ? Đó, Bước số 9 ở chiến lược thứ 10 đó là đứng trên sân khấu. Chúng ta cần phải đứng trên sân khấu để mọi người chú ý đến chúng ta. Chúng ta cần phải chia sẻ kiến thức, kêu gọi mọi người tham dự để để lại thông tin liên lạc. Giống như cô chú anh chị chúng ta đi đến một sự kiện nào đó của một đơn vị nào đó. Cách tốt nhất để họ biết đến mình đó chính là giơ tay. Đó chính là giơ tay để chúng ta được phát biểu. Và mỗi khi cô chú anh chị chúng ta phát biểu thì chúng ta đã tạo ấn tượng với rất nhiều người xung quanh. Và để chúng ta có bài phát biểu hay nhất thì hãy xem video của tôi. Tôi có một video chia sẻ đó là 30 giây bán hàng. Bạn chỉ cần nói 30 giây thôi, họ sẽ chú ý và xin số điện thoại của bạn. Đó là bước thứ 10, bước tạo đứng trên sân khấu. Chiến lược thứ 11, bánh xe cuộc đời. Dựa vào các khía cạnh mối quan hệ trong cuộc sống thì chúng ta có bánh xe, gia đình, công việc, bạn bè đó và cộng đồng mạng xã hội để chúng ta xác định và lấy danh sách khách hàng từ bánh xe cuộc đời chúng ta. Và cuối cùng đó chính là mạng xã hội. Chúng ta sử dụng Facebook, Instagram, TikTok, Youtube để kết nối với khách hàng chia sẻ nội dung giá trị lên trên những trang mạng xã hội để chúng ta sẽ có một lượng khách hàng lớn. Và đây là bước quan trọng nhất, chiến lược quan trọng nhất. Chúng ta có đến cả triệu khách hàng ở trên mạng xã hội nhưng chúng ta đang bỏ lỡ. Nên là chiến lược về mạng xã hội là một trong chiến lược rất quan trọng. Được không ạ? Rồi, và cô chú anh chị chúng ta cần làm gì? Khi chúng ta có chiến lược và tư duy cụ thể trong bước 1 tạo lập danh sách khách hàng này rồi. Đó là chúng ta cần lập danh sách cụ thể, viết ra ít nhất 100 khách hàng tiềm năng từ 13 chiến lược trên. Và chúng ta phải phân loại và ưu tiên xếp hạng khách hàng nào theo mức độ tiềm năng như thế nào. Và hành động mỗi ngày của chúng ta tiếp cận ít nhất, hẹn gặp ít nhất 5 người chẳng hạn, ví dụ như vậy và cuối cùng chúng ta hãy theo dõi kết quả ghi lại phản hồi từ khách hàng để chúng ta cải thiện hơn theo các chiến lược. Và bằng cách này, tư duy đúng đắn và 13 bước chiến lược về tạo lập danh sách khách hàng. Tôi đã có được 1.000 khách hàng trong một thời gian ngắn. Và bạn cũng vậy. Bạn cũng sẽ có 1.000 khách hàng trong một thời gian ngắn. Và khách hàng của bạn sẽ là những khách hàng rất tiềm năng. Và tạo ra tiền đề cho bạn và đặc biệt tạo ra tiền đề cho bước số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8 để bạn có 8 bước bán hàng đỉnh cao. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo về chi tiết các bước tiếp theo, hẹn gặp xây dựng mối quan hệ thân tình. Vân vân và 8 bước đằng sau đó. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Và tôi là đỗ ngọc quý